chém thầy giáo trả thù xưa, gã đàn ông bị phạt 8 năm tù. Vì cho rằng thầy giáo T đã báo nhà trường ra quyết định đuổi học nên khi gặp lại thầy, Bùi Tá Hậu đã dùng dao truy sát. Ngày 14 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Tá Hậu, 34 tuổi, ngụ xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, về tội giết người. Theo cáo trạng, ngày 29 tháng 11 năm 2021, Bùi Tá Hậu cùng nhóm bạn nhậu tại quán Thịt Cầy ở xã Nghĩa Kỳ và tình cờ gặp giáo viên H, NT, 47 tuổi, ở xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, là thầy giáo cũ của Hậu. Sau khi rời bàn nhậu về nhà, nhớ lại việc trước đây thầy giáo T báo nhà trường ra quyết định đuổi học mình nên Hậu cầm dao đến quán nhậu, chém ông liên tiếp 2 nhát. Tiếp đó, Hậu chém vào đầu của một giáo viên khác tên M, đang ngồi chung cùng giáo viên T. Mặc dù giáo viên M bỏ chạy, Bùi Tá Hậu vẫn tiếp tục đuổi theo chém. Khi phát hiện vụ việc, người dân đã kịp thời khống chế bắt giữ Bùi Tá Hậu ngay sau đó. Hai giáo viên T và M bị thương tích nặng được đưa đi đưa cấp. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Tá Hậu 8 năm tù giam.